trời, mày làm cái gì vậy hả? Tại sao mày dám hả? Tại sao con này không dám? Trời ơi. Mẹ, mẹ có sao không mẹ? Con á, mà con lấy con nhỏ này là cái cuộc đời của con nó chua chát giống như trái quýt này đây nè. Trời ơi, mới ngày đầu ra mắt như vậy là chết rồi. Dạ, con biết bác với lại cô có nhầm gì không? Tại vì con cũng mua quýt này ở nhà cho ba mẹ con ăn á, nhưng mà nó ngọt lắm. Em, anh nhận em sao? Về đây ra mắt, mẹ nói một là một, hai là hai, không được cãi. Nhưng mà anh phải để cho em nói chứ. Quân nè, con phải coi lại bạn gái con sao á. Chứ gì đâu mà mẹ con mới nói con một câu à, mà nó leo lẻo vậy. Ủa mẹ con nói gì sai sao? Ừ. Đâu đưa tôi coi ăn miếng coi thử coi. Đó, ăn thử đi. Ủa bà, tôi thấy nó ngọt mà. Trời ơi, nó chua lè à. Bởi vì tao nói á, nó mới vừa bước vô à, tôi nghi nghi rồi. Coi nó ăn bặn kìa, móng tay móng chân kìa. Cái con nhỏ này á, nó không có hiền đâu mà nghe. Em thấy như vậy là không được. Ngày đầu ra mắt anh coi nó mặc đồ kìa đó, nó mặc cái đầm xét lên trên này. Đã vậy hả? Đi không nổi hả? Bắt Quân qua rước đài vừa phải thôi chứ. Dạ cô ơi, con thấy mấy cái đó nó cũng... Anh vừa mới nói xong, đã nói là không được cãi mà. Nhưng mà anh phải để cho em giải thích chứ. Thôi đi, mệt thiệt chứ. Nhà tôi không có cái thời gian nào mà nghe cô giải thích đâu. Cái này là quà cúng dỗ, rồi còn cái quà ra mắt đâu. Dạ, con có mua một ít sâm gửi hai bác ăn lấy Thảo. Trời ơi, anh dặn em sao mà bây giờ em mua có bấy nhiêu vậy? Tại em thấy quan trọng là cái tấm lòng thôi, chứ mấy cái quà cáp này nó đâu có quan trọng lắm đâu anh. Bởi vậy đâu có quan trọng đâu. Nó chỉ biết ba mẹ ăn Quân thôi à. Còn cô á, coi như chết rồi á. Mày cũng không có đâu con. Anh hai, em dặn anh sao? Em nhớ là em đã nói anh là nói với chị mua cho em cái 14 Pro Max màu tím mà. Rồi đâu? Dạ con xin lỗi cô, có gì lần sau ghé qua chơi thì con gửi phần quà của cô sau. Còn bé My, chị nhớ nhưng mà cái đó nó hơi đắt tiền quá, không ấy chị bù lại cho em một cái khác. Thôi đi, nghèo thì nói đại đi. Đặt. Anh hai, anh con sao chứ? Con dâu tương lai của anh á là em không có ưa con mắt rồi đó. Thiệt tình á, có ba cái quà cáp không à, cũng lo không xong nữa. Thôi cô làm ơn á, cô đi xuống á, cô phụ đám dỗ giùm tôi một cái đi. Nhà của cô không có biết dạy cô thì qua đây để tôi dạy. Đứng lên đi. Đi món này mới ngon nè con. Dạ con mời cả nhà ăn cơm. Ai cho cô ngồi ăn ở đây? Cô làm công chuyện xong chưa mà ngồi xuống đây ăn vậy hả? Dạ tại con thấy khách về hết rồi bác. Mẹ ơi mẹ, hình như con thấy ngoài sân còn nguyên một mâm chén chua rửa. Cô nghe chưa? Cô làm xong dữ chưa? Con gái con lứa cái gì đâu á, chưa có vô làm dâu mà đã dở cái thói làm biếng ra rồi. Dạ dì để con đi rửa. Nhưng mà My ơi, chị thấy đống chén nó hơi nhiều á, My ra rửa phụ giúp chị một tay được không? Trời đất ơi, chị nói cái gì vậy? Mẹ, mẹ coi kìa, cái bộ móng con mới làm mấy trăm nghìn xong, ai mà đi rửa chén được, nó chóc, nó bong rồi, ai đền cho con? Thôi, chị đi rửa đi. Ui da, mấy bữa nay á, trái gió chở trời, cô đau lưng muốn chết luôn á. Nhìn gì nữa, xuống rửa lẹ lên rồi anh trở về nữa. Đúng rồi đó, chịu khó đi chị nha. Mẹ ăn đi mẹ, cái này ngon nè mẹ. Nè ăn đi. Quân nè, lần sau á con để nó tự qua đi, đón đưa làm cái gì, một hồi đi về đường khuya nguy hiểm lắm biết không? Dạ con biết rồi. Ăn cơm đi. Thôi mình ăn đi. Tặng hết miếng này chú. Ôi cô. Không. Cô này. Này mày còn này nè.
Còn nữa nè, lâu lâu mới về nhà người yêu ra mắt thì tranh thủ mà lấy lòng ba mẹ chồng tương lai đi ha. Trời là trời, con nhỏ này nó khó ưa thiệt chứ. Nó mà là em ruột của tao một cái tao ký lủng cái đầu luôn quá. Mấy giờ nè trời? Ủa cái điện thoại đâu ta? Bi, hồi lúc nãy mẹ thấy con đi đâu vậy? À, con đem cái đống chiến bát vô trong kho ra cho chị dâu tương lai rửa. Lâu lâu mới có người rửa không công, dạ gì mà không tranh thủ, đúng không anh hai? Cái con bé này. Mà con nhỏ đó chịu đựng giỏi ghê luôn á. Tôi nhìn cái mặt nó không có hiền đâu nha. Quân, con ở Quân, con mà cưới nó về á, coi chừng nó leo lên đầu lên cổ con nó ngồi đó. Dạ dám, thằng Quân nó quen ai á là quyền của nó. Còn muốn chọn vợ là chuyện của tôi nè. Cái cỡ của nó á, chỉ để lâu lâu kêu qua dọn dẹp nhà cửa, chứ làm sao nó xứng được với thằng Quân. Chê nha. Chê nha. Thôi ăn trái cây đi ba mẹ. Nộp cho cô ăn đi. Trời ơi, trời 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 trời. Mày làm cái gì vậy hả? Tại sao mày dám hả? Tại sao con này không dám? Con Ngọc này để bị ăn hiếp bao nhiêu đó là đủ rồi nha. Quân, mày có người yêu của mày nói chuyện kìa. Đồ mất dạy. Nè, cô dám hỗn láo với ba mẹ tôi vậy hả? Trời ơi, trời. Này cô kia, ai cho cô quýnh anh hai tôi? Anh có sao không? Hồi nhỏ cha mẹ tôi cho tôi đi học võ, tôi tưởng đâu là dư thừa, ai về cũng có lúc trọng dụng. Mà bây giờ dùng ở trong một trường hợp tôi không ngờ tới, đó là dùng để trị gia đình nhà chồng tương lai. Mày là cái thứ đồ bất dạy mà. Bây giờ mày lòi cái mặt mày ra rồi ha. Cũng hên cho tao á, chứ không thôi á là tao cưới nhầm cho con trai tao rồi. Ủa bà nói gì vậy? Bà biết mình đang nói gì không? Mình có tri thức để mình nhận biết không? Bộ tính cưới tôi cho con trai của ông bà hả? Ủa đâu có, nãy trong bếp tôi nghe nói khác mà. Trời ơi, mà phải công nhận nha, gia đình mình đúng là một đại gia đình đoàn kết xuất sắc. Mặt ai cũng hãm như nhau hết, mà tưởng là gia đình của mình danh giá lắm hay gì. Nè, con kia, mày ăn nói cho đàng hoàng nha. Tôi ăn nói sao không đàng hoàng? Nè, muốn người ta đàng hoàng với mình thì trước hết mình phải đàng hoàng với người ta nha chưa? Nhìn lại gia đình của mấy người đi, có đàng hoàng với tôi bao giờ chưa? Coi thử gia đình mấy người đối xử với tôi như thế nào. Mà bây giờ bắt con này phải lễ phép, phải chiều chuộng, phải hạ mình xuống, phải ngoan ngoãn hả? Đâu có. Tôi tới đây là để tôi ra mắt, cho nên tôi đã nhịn nhục đủ rồi. Và tôi nghĩ mấy người là gia đình của anh Quân, cho nên tôi mới hạ mình như vậy. Chứ còn cỡ này hả, ra đường là một người một đánh, một đứa một đá một à. Ăn nói xà lơ mà tưởng đâu mình mộng mơ tri thức lắm mấy gì. Nè, cô ăn nói quá đáng rồi đó nha. Tôi nói cái gì mà quá đáng? Bình thường ra ngoài đường sao mồm to miệng lớn đồ sang sảng lắm mà, sao tự nhiên bây giờ về nhà cái khép khẩu là gì? Ai nói gì cũng câm miệng lại nghe hết trơn vậy. Nè, con trai mà hèn như vậy á thì tốt nhất là đừng nên cưới vợ, chứ không thôi cưới gì mới mốt làm khổ con gái người ta biết chưa. Con nhỏ kia, mày ăn nói cho đàng hoàng nha. Trong gia đình này ăn hiếp mày hả? Mày có chừng đó. Ai ăn hiếp hả? Bây giờ mà ông hỏi cái câu đó nữa hả? Được rồi, hỏi thì để con này trả lời cho nghe nè. Mà tôi trả lời xong nha, mỗi người từ lớn tới nhỏ tự động lấy cái quần đội lên đầu mình. Suy nghĩ lại đi. Nè, mấy ông mấy bà nói sao? Con gái là không được mặc đầm váy, không được để móng tay dài đâu hả? Nhìn lại con cháu của mấy ông mấy bà đi, nó mặc cái gì? Có phải là đầm váy không, mà là đang quấn cái nùi dẻ trên người nó, rồi móng tay móng chân nó làm sao? Nhà có đám giỗ thì bà cô Út nè, thêm con My nữa, không ai làm cái gì đụng tới móng tay móng chân cả. Leo lên trên phòng ngủ chảy thay từ sáng tới tối, tới ăn mới vác cái mặt xuống. Còn ông bà nữa, nói chuyện gì mà nói rơm rã, nói từ sáng tới tối dữ vậy? Nhà mình đám tiệc mà có công chuyện mà mình đi xuống mình làm đi chứ. Chuyện của nhà mình mà sao mình để cho người ta làm vậy? Mình con này làm hết rồi, con này làm như con trâu con chó ở nhà luôn nè. Ở đám ở nhà nó chưa từng một lần nào mà làm cực khổ như vậy luôn á. Rồi tới người con trai yêu quý của mấy ông mấy bà đây, sao nói tôi không xứng hả? Trời trời, bây giờ nghe cho rõ nha. Nó thất nghiệp mấy tháng trời nằm ở nhà rồi, một tay con này nè dang lưng ra điều hành ba công ty đi lấy tiền về nuôi nó đó. Bà đâu có biết đâu hả?
Lúc đầu á là tôi tưởng đâu là ảnh là người tốt, anh cũng yêu thương tôi nên tôi cũng ra sức tôi dung dén cho mối quan hệ này. Còn bây giờ thì thôi, bye bye. Mày á, ai gặp nãy mày gặp vợ? Bà nói tôi chưa có ai hốt tôi ế hả? Vậy bà tới tầm tuổi này rồi có ai hốt bà chưa? Hay bà vẫn ế tới bây giờ? Cái đầu bà có hai thứ tóc rồi đó. Còn mày nữa mi, trời ơi, mắt mình bắt đầu xuất hiện dấu chân chim rồi nè cưng, mình đứng tuổi rồi đó. Nhưng mà tính nết mình vậy á, chắc là không có ai hốt hai người đâu hả? Hả? À, đúng không? Mẹ! Mẹ! Đi về đây mẹ! Cái này là ác giả ác báo đó, tôi lo cho bà nha, bye bye. Thôi đây đem mẹ con vô đi. Mẹ mẹ mẹ. Còn mày nữa, rửa chén đi. Ai? Cô, cái gì nhìn đi. Mẹ. Ủa, đi ra đi ra đi. Con về rồi đó con. Nay nhà mình gì thơm với mẹ. Cho con ăn gì vậy? Thì mẹ làm cái món con thích mẹ, thịt kho tiêu. Thấy vợ con có bầu mà tay chân lóng ngóng quá, thôi mẹ dành mẹ làm luôn. Em nè, ở nhà phải gán học theo mẹ nha. Thấy mẹ giỏi ghê không? Món nào cũng nấu được hết trơn. Nói á thì ai mà không nói được. Quan trọng là anh phải nhìn hành động kìa. Em, em nói vậy là sao vậy? Thế em là vậy đó, toàn là diễn trò không mà. Thôi thôi con, vợ con có bầu cho nên cũng hơi bực bội em chút xíu. Con đừng trách móc vợ con nha. Không sao đâu con. Mẹ nè, mẹ cứ chiều vợ con hoài á, rồi mốt nó hư á. Thôi không sao đâu, mẹ chịu được mà. Để con coi coi mẹ chồng đáng kính của con chịu được bao lâu. Mẹ thích dọn cơm thì mẹ dọn đi, con đi lên phòng. Em riết càng ngày càng quá đáng quá. Mẹ ăn đi con. Cảm ơn mẹ. Sao vậy em? Chết rồi, mẹ đản trí quá à. Mẹ quên là con không ăn ớt được. Mẹ xin lỗi con nha. Mẹ không có cố ý đâu con. Không sao đâu mẹ, vợ con cũng hiểu mà, không phải lỗi mẹ đâu. Thôi ăn đỡ đi, lấy miếng ớt ra. Alo, em ship qua nhà chị một cái bánh pizza nha. Nhà của chị My á. Ừ, cảm ơn em. My, cái thái độ của em vậy là sao? Thì bây giờ em không ăn được cơm, em gọi đồ ăn ngoài về. Có gì đâu làm quá lên vậy? Anh không có làm quá lên, nhưng mẹ biết mẹ bỏ biết bao nhiêu công sức thời gian để nấu cái bữa ăn này cho em không? Em làm vậy coi sao được hả? Anh tiếc á, cho nó lại ăn với mẹ đi, em không ăn. Em thôi thôi con, mẹ xin mà, lỗi của mẹ. Đừng có gì mẹ mà hai đứa cãi nhau, mẹ đau lòng lắm. Nếu như anh chịu khó bớt công việc lại, chịu khó dùng ánh mắt để nhìn, dùng cái đầu để suy nghĩ á, thì anh sẽ hiểu lý do tại sao mẹ mẹ đối xử với mẹ anh như vậy. Đừng có suốt ngày trách móc em, rồi than vãn mẹ anh tội nghiệp. Em đó, mẹ thấy chưa, mẹ cứ chiều nó riết rồi nó hư đó. Mẹ xin lỗi con. Anh đi làm bây giờ. Ừ, con đi làm á mẹ ơi. Ừ, con đi đi con. Anh đi nha. Mà con quỳ ngồi sát xuống con lao được mẹ. Ủa mày có thai thì mặc kệ mày chứ. Làm như hay quá hả? Có nói ra là mày cãi là sao? Nhưng mà dù gì con cũng là con dâu trong gia đình này. Mày đừng có hỏi tới là mày mẹ tao tao với con có được không? Ủa chẳng lẽ tao kêu mày bằng mẹ? Sao? Cái thứ của mày á, không có mày là tao kêu thằng con tao á, nó lấy con vợ khác rồi. Chứ không phải mà hỗn láo chả treo như mày. Thằng Tú nó không dạy mày á, bây giờ tao thế nó tao dạy mày nè. Mẹ, mày đang làm gì vậy? Sao? Bây giờ mày la lớn lên đi. Bớ người ta đánh tôi, bà đánh tôi. Có ai chạy vô giúp mày không? Mỗi lần mày gân cổ lên dữ lắm mà. Mày quá đáng lắm rồi đó mẹ. Quá đáng sao? Ba mẹ mày không có dạy mày hay sao vậy?
mà hơn chút xíu nói ra là mày cãi cãi là sao hả? Bây giờ mày trả lời cho tao phải không? Tối không có dạy mày. Đi mày ra đi ra. Mẹ. Ủa con về rồi hả con? Ủa con sao vậy hả? Ồ mẹ thấy nó té mẹ đỡ nó. My là vợ của con, sao mẹ đối xử quá vậy hả mẹ? Ồ chắc con hiểu lầm sao đó. Nhưng mẹ thấy nó muốn té mẹ lại mẹ đỡ nó mà. Hiểu lầm là hiểu lầm sao mẹ? Chính mắt con nhìn thấy, chính tay con nghe. Mẹ nói hiểu lầm sao? Con không ngờ là mẹ lại diễn kịch giỏi như vậy luôn á. Trước mặt con á thì mẹ tỏ ra yêu thương con dâu hết mực. Còn sau lưng con thì sao hả mẹ? Nếu mà con thấy rồi á thì mẹ không có cái gì để mẹ giấu hết trơn á. Mẹ nói cho con biết nha, ông bà hồi xưa dạy mình sao? Dạy con á thì dạy thở còn thơ, dạy vợ á thì từ lúc bơ vơ mới về. Con không dạy nó thì mẹ thế con mà dạy nó. Con thấy không? Nó sống ở trong nhà chồng mà có một tí gì để tôn trọng nhà chồng không? Nhưng mà con đâu có ý con cãi mẹ hoài vậy đâu. Mẹ mà nhìn đi, lúc nào mẹ cũng gây khó dễ cho con hết á, nên con mới hành xử như vậy thôi. Bây giờ mẹ chồng không có tốt thì làm sao mà con dâu hiếu thảo được? Đó, con thấy không? Nó chửi mẹ đó, con nghe chưa? Con không có ý đó, chỉ là con muốn mẹ thương con giống như mẹ thương anh Tú thôi. Ủa? Mày người ngoài mà mắc gì tao phải thương mày? Hả? Mẹ, My là vợ của con, là thành viên trong gia đình này. Con biết á là mẹ có ý tốt, muốn con có tiếng nói trong nhà. Nhưng mà cái quan niệm của mẹ đó là cổ hủ, xưa lắm rồi mẹ. Vợ chồng ngày nay, ai cũng có vị trí giống như ai hết á. Không được ai hạ nhục ai, không khinh thường ai hết mẹ. Nhưng mà sau này nè, mẹ mà cứ như vậy á, con xin phép, hai chồng con sẽ ra ở riêng. Ở con? Sao mà con lại ra riêng? Hả? Anh nói gì ở riêng là sao? Mẹ là mẹ của anh mà. Nhưng mà mẹ đang quá đáng với em lắm. Anh chỉ đang tìm cách bảo vệ em thôi. Em biết là mẹ quá đáng với em, nhưng mà em không đồng ý với cách làm này của anh đâu. Vợ chồng mình ra ở riêng á thì ai là người chăm sóc cho mẹ, ai quán xuyến việc gia đình. Em không có muốn vì em mà anh trở thành người con bất hiếu đâu. Con sao mà con nghiêng bên mẹ vậy? Mẹ, vì mẹ là mẹ của chồng con mà. Mặc dù con không đồng ý với cách hành xử của mẹ đối với con, nhưng mà điều đó không có nghĩa là con tìm đủ mọi cách để chia rẽ tình cảm giữa hai người. Thật ra đó là lúc con về, mẹ cũng không ghét gì con lắm. Nhưng mà khi mẹ thấy thằng Tú nó là con một của mẹ, mà nó đối xử tốt với con, nó chăm sóc với con, cho nên là mẹ mới đem lòng đố kỵ. Mẹ ghét con từ đó. Bây giờ mẹ biết mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi tụi con. Con ơi, tụi con đừng có bỏ mẹ mà đi nha con. Làm sao mà tụi con bỏ mẹ được hả mẹ? Anh Tú anh giận anh nói vậy thôi, chứ anh thương mẹ nhất nhà luôn á. Anh xin lỗi em, nhưng mà từ đây về sau á, có chuyện gì cũng phải nói cho anh nghe biết không? Không được giấu anh gì nữa. Em xin lỗi, em không có nói với anh á, vì em nghĩ là anh sẽ bên mẹ. Anh không phải vậy đâu. Là một người đàn ông bản lĩnh á thì phải biết cân bằng giữa mẹ chồng và nàng dâu. Sau này dù cho mẹ hay là em á, thì anh cũng sẽ khiến cho hai người được hạnh phúc. Con ơi, bây giờ gia đình mình không còn như vậy nữa đâu. Mẹ hứa, mẹ hứa với cả con là mẹ sẽ yêu thương hai con, yêu thương nhiều lắm. Hai con đừng có giận mẹ mà bỏ đi nha con. Dạ. Tụi con cảm ơn mẹ. Mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Vậy 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 vậy. Giờ này mấy giờ rồi mà con làm y đấy đó? Con sung sướng quá ha, còn mới quạt nữa. Mẹ ơi, hôm nay con sốt con mệt quá. Con bật cái quạt cho nó thoáng cái phòng thôi mẹ. Có biết là tháng này bao nhiêu tiền điện không? Hơn 200 ngàn tiền điện đó. Ở không không à, còn xài hoang phí như vậy đó. Đâu có phải con xài hoang phí gì đâu mẹ. Con đang bệnh nên con bật cái quạt cho nó thoáng thôi. Chứ thường ngày giờ này con dọn dẹp rồi, chứ đâu có ở trong phòng đâu. Đóng tiền điện cũng là thằng Thịnh, đi làm nuôi vợ con cũng là thằng Thịnh. Ở nhà không có làm ra tiền, còn đặt con bệnh nữa. Sốt thì đi ra gốc cây ngồi đi cho nó mát. Trời
Trời ơi, có ai bệnh mà ra gốc cây ngồi cho trúng gió đâu mẹ. Có tôi nè. Lúc tôi bệnh á, tôi cũng phải đi làm kiếm tiền về và nuôi chồng nuôi con. Còn cô hả, sung sướng quá ha, nằm ì ra đây. Con dâu nhà người ta hả, sáng ra hả, quét dọn nhà cửa cơm nước, đã không biết đẻ, còn làm biếng nữa. Không biết con trai tôi á, nó cưới dâu về làm gì, hay là cưới bà cố nội về để tôi hầu hạ. Mẹ ơi, thường ngày những việc mẹ nói con cũng làm mà. Hôm nay con mệt nên con mới ngủ tới giờ này thôi. Có gì đâu mà mẹ nói nặng lời với con quá vậy. Thôi thôi thôi, đi ra ngoài đi. Nếu mà sốt hả, tắm cho nó hạ nhiệt xuống. Chứ ở trong đây phải mở quạt để tốn tiền hả? Đúng là cây độc không trái, gái độc không con mà. Ráng lên vợ ơi, ráng lên xe tới anh đưa em vô bệnh viện nha vợ. Nè Thịnh, mày đưa đi đâu vậy? Dạ con đưa vợ con đi bệnh viện mà. Trời ơi, có cái gì đâu mà đi bệnh viện. Cái gì đâu mà cấp cứu dữ vậy? Đo nhiệt độ lên tới 40 độ rồi. Sốt cao lắm mà không đi bệnh viện là không được đâu mẹ. Trời, 40 độ có gì đâu mà phải đi bệnh viện mà cấp cứu cho tốn tiền. Bây giờ sốt vậy rồi mà mẹ còn sợ tốn tiền gì nữa. Bộ mày tưởng rơm rạ hay sao mà không tốn mà hoang phí vậy con? Nhưng mà mẹ thấy không, vợ con muốn xỉu rồi nè. Cái gì? Con thấy nó bình thường lắm mà, có gì đâu mà xỉu. Tại mày cưng nó quá thôi, làm quá vấn đề. Nó ở nhà không làm ra đồng tiền nào mà đặt con bệnh đau nữa. Mẹ, mẹ nói vậy sao được mẹ. Vợ con sớm giờ không có ăn không uống gì được hết á. Giờ sốt nặng lắm rồi, bây giờ để ở nhà lỡ có chuyện gì là hối hận cả đời mẹ. Chuyện gì là chuyện gì? Nè, tao đẻ mày ra nha, mất có mấy ngày thôi tao bị sốt nè. Tao khoảng còn cò mò ra quầy ruộng á, cầm liềm đi ra hả, cắt lúa rồi đó. Bây giờ cũng khỏe re có gì đâu. Nhưng mà không có nhân nhị gì hết, bây giờ mày đưa nó vô phòng cho nó nằm nghỉ, rồi làm cho nó ăn ly nước chanh nóng, nó uống là hết chứ có gì đâu. Ba cái này hả, cảm soàn thôi mà. Nhưng mà vợ con cũng đang vậy. Không có sao hết, đã nói là không có sao. Mày tin tao đi, đi đem nó vô phòng. Nhanh lên. Vợ ơi, ráng nha vợ. Ráng vợ, con chồng nghỉ ngơi vợ. Gì vậy? Sao vậy? Cái gì vậy? Vợ ơi, sao không vợ? Vợ ơi, vợ có sao không vợ? Gì vậy? Mẹ ơi, giữ em không? Theo kết quả, bệnh nhân đã mang thai được 8 tuần. Do sốt cao, lại không được chăm sóc tốt, cộng với cơ thể suy nhược nặng, nên dẫn đến tình trạng sảy thai. Bác sĩ nói sao? Vợ em có thai hả? Chị, tại sao em có thai mà em nói cho anh biết? Tôi nói với anh bằng cách nào? Trong khi tôi có thai tôi cũng không biết. Con ơi, mẹ xin lỗi. Trời ơi, như vậy là mất đi đứa cháu nội mà bao nhiêu lâu nay tôi hằng mong ước. Rất tiếc, nếu như mà bệnh nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời á, thì tôi nghĩ sẽ không ảnh hưởng đến thai nhi. Xin chia buồn cùng gia đình. Chuyện này tôi không nghĩ là nó nghiêm trọng như vậy. Thôi, tôi xin phép. Mẹ mới nói cái gì? Mẹ không biết nghiêm trọng như vậy hả? Chứ không phải là mẹ tiếc tiền nên mẹ không đưa tôi đi cấp cứu hả? Nếu mà con nói con có thai á thì khác rồi. Mẹ chỉ nghĩ con là bệnh cảm thường thôi. Vậy là khi tôi có con thì mẹ mới cứu tôi. Còn khi mà tôi không có con thì mẹ để tôi chết trong nhà mẹ luôn đúng không? Không có, cái này là con nghĩ thôi. Chứ mẹ đâu có như vậy. Tôi nghĩ thôi hả? Tôi sốt 40 độ, mẹ tiết rẻ tiền điện với tôi. Có biết là tháng này bao nhiêu tiền điện không? Hơn 200 ngàn tiền điện đó. Mẹ sợ tốn tiền điện, mẹ tắt cái quạt tôi đang nằm. Con sung sướng quá ha, còn mở quạt nữa. Mẹ có ngày nào sống tốt với tôi chưa? Bây giờ con tôi mất rồi đó, mất là tại mẹ đó. Chi, em không có được nói chuyện với mẹ vậy. Nói chuyện vậy là hổn với mẹ đó. Còn anh nữa, anh cưới tôi về, tôi làm quật cả ngày, hết rửa chén, lau nhà, nấu ăn, đi chợ. Vậy mà mẹ anh không bao giờ hài lòng về tôi hết á. Mẹ anh nói tôi là ăn rồi ăn không ngồi rồi. Anh chưa bao giờ binh tôi, anh chưa bao giờ anh bảo vệ tôi trong cái căn nhà này. Nếu mà lấy chồng cũng như không á thì thà tôi ở một mình. Con à, mẹ đừng có xin lỗi tôi. Tôi không chấp nhận đâu. Tôi không thể nào làm dâu mẹ nữa. Thấy mặt mẹ tôi thấy có lỗi với đứa con của tôi lắm. Còn anh, tôi sẽ nộp đơn lên tòa. Mong từ nay về sau tôi không gặp hai người nữa.
Không, Chi, vợ đừng, ơi. Chi ơi, Chi. Chi, Chi. Đừng bỏ anh mà, đừng, vợ ơi. Chi. Chi à. Vợ ơi. Vợ ơi. Vợ ơi, vợ. Anh chủ, anh đừng có làm vậy, kỳ cục lắm. Thôi mà, anh thương. Thương cái gì mà thương, anh nói dối. Anh có nói dối em đâu. Bây giờ em muốn gì, anh cũng chiều em hết. Không, anh hứa với em sao? Anh hứa với em là sẽ ly dị con Ngọc, mà cuối cùng em chờ hoài có thấy đâu. À, em biết rồi. Lúc ở trên giường thì anh nói cho sướng cái miệng anh nói chứ gì. Thì em cũng phải cho anh thời gian chứ. Anh là dân làm ăn mà. Bây giờ người ta biết anh ngoại tình bỏ vợ, người ta cười vô mặt anh, mất mặt lắm. Thì ra là vậy. Thôi được rồi, em sẽ giúp anh danh chính ngôn thuận ly dị vợ anh mà không bị mang tiếng. Em tính làm gì hả? Bí mật. Anh ơi, anh ơi, anh ra dắt giùm em cái xe cái. Ủa My, sao giờ này chưa nấu cơm nữa em mà còn đứng đây? À, dạ. Dạ cái gì mà dạ? Người làm gì đâu hả? Làm biếng, ăn ở không? Đi xuống dưới nấu cơm đi. Dạ, em biết rồi. Anh, em nói anh á là đừng có lớn tiếng với bé My, có gì từ từ nói. Chứ nhiều khi á nó phận người làm trong nhà, anh nói vậy cái nó bị mặc cảm nữa. Cảm cái gì, tội gì mà tội. Bây giờ mình thuê nó mà trả tiền cho nó mà. Cãi hoài, xuống đây coi. Vợ nói cái gì là cũng phải nghe lời, không được cãi chém gì được chưa? Gì? Mà khoan đã. Cái gì, mắc cỡ nha. Sao mắt của em hôm nay đẹp quá vậy? Làm anh mày lạc vô trong đó luôn rồi. Mệt quá, văn vẻ nữa. Nè, bữa nay là tôi thử xài cái mascara hôm bữa ông tặng cho tôi đó. Cái nào ta? Ủa, cái mascara không anh tặng em đó. Anh tặng cho em đã xong rồi, bây giờ anh nên khen nó đẹp. Đúng là mèo khen mèo dài đuôi. Đây nè, hổm anh tặng em cây mascara Laura Sunshine, nhớ chưa? Đó, hôm nay em sử dụng á, em thấy nó được thiết kế hai đầu. Một đầu dành cho mi trên nè, và một đầu dành cho mi dưới. Khi mà quét á, nó không hề bị vón cục hay là bị nặng, bị dày mi của mình á. Với lại em đi làm cả ngày luôn mà nó không bị lem hay là bị trôi gì hết á, thích lắm. Mà có lời khen nha, lúc này tinh tế lắm á, tặng đúng sản phẩm người ta cần á. Tất nhiên rồi, anh là chồng của em mà. Thử ngay coi. Tham quá à. Nhà đẹp dữ vậy ta. Ngồi xuống. Con nói cho mày nghe nè, cái body con Ngọc còn đẹp hơn gấp nhiều lần. Xíu nữa tao cho mày chiêm ngưỡng thoải mái. Thế sao? Mày chỉ việc ngủ với nó thôi. 2 tiếng nữa tao sẽ kêu thằng Hùng về bắt ghen. Liệu Hùng mà làm cho tốt nghe chưa? Cô em yên tâm. Vì chứ cứ có tiền thì thằng này làm tốt. Chị chủ, đây là anh Quân, gia sư mà chị nhờ em tìm cho bé Bin đó. Dạ, chào chị. Dạ, ok, mời anh ngồi. Dạ. Thôi, hai người cứ tự nhiên trao đổi nha, em đi chăm lấy nước. Dạ, cảm ơn em. Dạ, có gì bé nhờ anh giúp đỡ ha. Dạ, chị yên tâm. Nước đây. Ok, cảm ơn em. My, em coi có gì em xuống sau chuẩn bị bữa tối giúp chị ha. Dạ. Để coi lần này mày còn dám lên mặt với tao nữa không? Dạ, em nghe.
Dạ em nghe chị. À My ơi, chị với anh đã bàn công việc xong rồi á, phiền em đưa anh ra cổng giúp chị ha. Dạ. Chào anh. Cảm ơn chị. Chị Ngọc, chị sao vậy? Chị Ngọc ơi, chê thằng này yếu, mày bút tao về ngủ với mày, bây giờ mày nói gì vậy hả? Tao không có. Tao mù mới tin mày mà, uổng công tao cuốn chiều cuốn phục mày, bây giờ mày phản bội tao hả? Đi khỏi nhà tao ngay. Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra trong nhà của tôi vậy nè? Chồng của tôi á thì đi ngoại tình với Trà Xanh, mà bây giờ lại vô tình chứng kiến cảnh Trà Xanh đi ngoại tình với một thằng đàn ông khác. Chuyện này mà đưa lên trên mạng hả? Chắc là hot rần rần luôn. Em nói gì vậy? Con nhỏ giúp việc này nè, nó đang gian díu với thằng này mà. Anh dạy cho nhỏ bài học thôi, chứ gian díu gì ở đây? Tôi có mắt để nhìn và có tai để nghe, anh đừng có chối. Tôi không phải con trâu mà để mấy người muốn dắt mũi đi đâu là dắt. Cô nói vậy là sao? Cô nói vậy là sao hả? Cô kết hợp với thằng khốn này để lừa tôi hả? Kết hợp với anh trai này thì có, nhưng mà có trách á là trách gậy ông đập lưng ông kìa. Cô ta trả anh bao nhiêu? Chị nói gì tôi không hiểu. Tôi biết là My thuê anh để gài bẫy tôi ngoại tình. Tôi đã bỏ thuốc vào bình nước phía sau rồi. Chuyện còn lại chắc phải nhờ anh quá. Gấp đôi. Gấp 10. Ok. Lúc đó cô đâu có ở đó đâu, làm sao cô biết được? Nếu như mà chuyện gì cũng cần có mặt ở đó mới biết thì camera trở nên vô dụng mà. Mày chỉ việc ngủ với nó thôi, 2 tiếng nữa ta sẽ kêu thằng khùng về bắt em. Phụ nữ ghê gớm thiệt ha. Hey, tính ra là tôi xong chuyện rồi đó. Thôi giờ tôi out. Ok. Cô, mày dám phản bội tao? Hey, nói thì nói cho đúng, anh đây thì ai nhiều tiền hơn, anh làm cho người đó. Có trách thì trách em ít tiền hơn. Ok. Ok, cảm ơn anh trai. Có gì chuyển khoản sau ha. Ok. Rồi, còn anh, bây giờ anh đi xếp đồ và cùng con nhỏ Trà Xanh này biến ra khỏi nhà tôi luôn. Ngọc à, anh xin em à, em tha lỗi cho anh đi. Không phải lỗi của anh đâu, chính con nhỏ này nè, nó dụ dỗ anh đó. Anh nói gì vậy? Đồ khốn, sao anh này ngại quá vậy? Lúc anh ngoại tình với tôi, anh tự tin lắm mà. Bây giờ anh nói vậy là sao? Tôi là gì của anh? Nguyễn đi. Ngọc à, tha lỗi cho anh lần này đi. Anh biết lỗi rồi, anh hứa sẽ không có lần sau đâu. Anh có nghe người ta nói không? Ngoại tình là bản năng, nhưng mà chung thủy là sự lựa chọn. Anh không lựa chọn tôi thì mắc gì tôi phải lựa chọn anh.
biến.